Xóa sạch nám tàn nhang với Sador Whitening Ultra White Spotless. Nám cho lì dùng nhiều phương pháp không hiệu quả, nám tái đi tái lại không biết dùng sản phẩm nào và phương pháp nào để điều trị dứt điểm. Từ giờ đừng lo, đã có kem đặc trị nám tàn nhang Sador Whitening Ultra White Spotless với thành phần chiết xuất từ tổ yến, tăng men bia, HA và chiết xuất cám gạo, sản phẩm giúp xóa bỏ các vết thâm, nám tàn nhang và đốm nâu trên da ngay sau tuần đầu tiên sử dụng. Trong tổ yến có chứa 19 loại axit amin, có chứa hợp chất threonine, đây là công cụ chủ yếu trong quá trình tái tạo tế bào, sản sinh collagen cho da, tăng khả năng đàn hồi và săn chắc, chống lão hóa cho làn da. Cao men bia trong tinh chất men bia chứa nhiều natrio, có tác dụng rất tốt trong ngăn ngừa nám tàn nhang và hỗ trợ điều trị nám tàn nhang. Trong men bia có chất kháng khuẩn, có khả năng ức chế sự tiết bã nhờn, giúp cân bằng độ pH tự nhiên của làn da và giữ da khỏe mạnh. Đặc biệt, men bia là vi sinh tự nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng dị ứng hay không phù hợp với loại da của mình. Ngoài ra, thành phần của kem nám còn chứa HA và niacinamide, nên sản phẩm sử dụng như kem dưỡng ẩm hàng ngày, giúp da dưỡng ẩm, làm mềm, dưỡng sáng da, duy trì độ đàn hồi cho làn da mềm mịn, trắng sáng. Đồng thời, sản phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa da. Sau đó, dược mỹ phẩm thiên nhiên số 1 Việt Nam.